Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài Lắng nghe nội tâm, học cách yêu thương bản thân hậu chia tay. Nếu như bạn nhìn thấy video này xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải. Và trong trái bài các bạn có những lá bài sau đây. Vì thông điệp có rất nhiều, hy vọng các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình nhé. Và các bạn có lá The Chariot. Lá bài thứ hai nữa là các bạn có lá bài King of Pentacles, du tiền. Và lá bài cuối cùng đó chính là lá bài Knight of Pentacles, hiệp sĩ tiền. Khi mà lá bài The Chariot này xuất hiện trong bài Tarot, đây là một lá bài rất phức tạp để giải thích. Lá bài cho thấy là một cái người chiến binh đang đứng trên một cái cỗ xe, bởi vì nó biểu thị cho sức mạnh của ý chí và chiến thắng và hướng về sự tích cực rất là nhiều. Có thể là vũ trụ đang muốn biết là bạn đã sẵn sàng làm chủ cảm xúc của mình hay chưa, bạn có nắm được cái quyền thống trị cuộc sống của chính mình hay không. Đây là một lá bài thiên về các bạn phải thấu hiểu chính mình. Mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống này. Bạn phải có định hướng, bạn phải kiểm soát được suy nghĩ của mình, có ý chí và quyết tâm, và có hành động cụ thể để bạn đạt được những gì trong cuộc sống của chúng ta. Và lá bài này cũng chỉ ra rằng có thể bạn đang phòng thủ hoặc là bạn đang che giấu cảm xúc của mình rất là nhiều, bởi vì bạn đang biết mình đang bị tổn thương về mặt tình cảm rất là lớn. Có thể bạn cảm thấy như mình đang tham gia một trận chiến vào lúc này vậy đó. Đừng có lo lắng, bạn nên tập trung suy nghĩ vào chính mình, tập trung vào chính bản thân của mình. Đây là cái điều cho bạn phải tìm kiếm sự cân bằng giữa trái tim và trí óc. Hãy gạt bỏ ra mọi lo lắng sang một bên các bạn. Duy trì sự tập trung cho chính bản thân của mình và phát triển chính bản thân mình mà thôi. Bởi vì thay đổi bản thân các bạn chính là hạnh phúc. Còn nếu như các bạn còn tìm kiếm những cái hạnh phúc ở bên ngoài, nhưng mong muốn thay đổi người khác, hay là các bạn muốn kỳ vọng để cho người khác làm cái gì cho mình, thì tất cả những việc đó chỉ gây cho bạn sự đau khổ dằn vặt mãi mãi trong cuộc đời này mà thôi. Và qua lá bài này cũng thấy được là cái bản tính rất thích chinh phục các bạn. Ví dụ cái mục tiêu mà càng khó thì bạn càng hứng thú. Nhưng bạn có hiểu rằng đôi khi tính hiếu thắng nó lại mang ra tính phá hoại trong tình yêu các bạn hay không? Thật đáng tiếc là trong cái thời đại ngày nay, hầu hết những các bạn luôn luôn mang một tâm lý là hiếu thắng như vậy. Khi mà mang một tâm lý chinh phục, bạn tận dụng cái mọi thế mạnh của mình để ưu ái, để bạn muốn tấn công đối phương, bạn thao túng tâm lý của người ta. Cách thức của bạn rất là đa dạng. Đôi khi cái sự háo thắng này chưa chắc đã là tình yêu. Và có một cái tật xấu của các bạn là bởi vì các bạn quan tâm quá mức đối với đối phương của mình, do đó bạn sẽ cứng ngắc, bạn bị bướng bỉnh và khó hòa hiệp trong tất cả tình cảm tình huống luôn. Bởi vì bạn quan tâm chăm sóc đối phương rất là nhiều, bạn mong muốn gánh vác tất cả mọi thứ luôn. Do đó mình mong là các bạn sẽ tìm thấy sự cân bằng ở trong mối quan hệ, để có cho và nhận chứ không phải là từ phía bạn mà thôi. Cái nào cũng vậy, mối quan hệ cần cái sự hợp tác của cả hai, chứ không phải một người. Một người không có làm nên một cái bức ảnh hạnh phúc cho một cặp đôi thực sự. Và đây là cái thời điểm bạn nên tìm tới những cái dấu hiệu tâm linh. Bạn nên tìm và thấu hiểu nội tâm của mình nhiều hơn. Tích cực học hỏi, bạn sẽ nhận được nhiều kiến thức. Bạn nhận thức về thế giới này rõ ràng hơn. Đây là cái thời gian bạn cần chiêm nghiệm về cái thế giới nội tâm của mình. Và mình cũng chia sẻ cho các bạn là mình biết được một cái khóa học rất là hay của một cái tổ chức quyết tên là Thấu Hiểu Nội Tâm. Thì đây là một cái khóa học hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tham gia. Và mình sẽ để link ở bên dưới, nếu như bạn nào có nhu cầu học thì hãy học. Đây là một cái khóa học mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Qua các khóa học này mình đã thay đổi bản thân rất là nhiều. Và mình cũng chia sẻ cho các bạn để các bạn có cơ hội giống mình. Hy vọng là các bạn sẽ tìm và thấu hiểu chính mình hơn qua cái khóa học này nhé. Và đến cái lá bài thứ hai sẽ là lá bài các tố chất mà bạn cần phải tập trung vào để phát triển chính bản thân bạn là gì. Thì đây là các lá bài, đó chính là King of Pentacles, đó chính là phu tiền. Khi lá bài này xuất hiện, nó chính là kêu gọi bạn hành động theo những phẩm chất của vị vua này. Tức là vị vua này là một cái người rất là thấu hiểu mình, họ rất là mạnh dạn và có kinh nghiệm trong tất cả cái nhiệm vụ mà người đó thực hiện. Bởi vì họ có một cái kỹ năng và kiến thức rất là thực tế luôn. Do đó bạn phải nên sống giống như cái lý tưởng của người này. Bạn phải trở thành một người đáng tin cậy nè, có tinh thần trách nhiệm. Bạn nên sống thoải mái hơn. Và bạn phải có một cái sự khuyến khích người khác đạt được những thành tựu riêng của họ, và cho họ sự ủng hộ bất cứ khi nào mà họ cần.
Bởi vì bạn phải hiểu rằng khi bạn cho đi càng nhiều thì bạn sẽ lại nhận càng nhiều hơn. Đây là một cái lá bài xuất hiện. Nếu bạn có những tính chất này thì bạn sẽ rất thành công trong cuộc sống này, bất kể cái nhiệm vụ nào xuất hiện trong cuộc đời sống của các bạn. Bởi vì cái nguồn năng lượng của lá bài này rất đặc biệt. Khi bạn thấu hiểu được là bạn phải làm trở nên thành một cái người đem lại cái không khí ổn định và đáng tin cậy cho người khác, bạn hãy giữ đúng cam kết của mình, khắc phục những cái rạn vỡ và tạo ra củ cải vật chất cho mình, và hãy tài trợ những cái phần đó cho những người xung quanh các bạn. Và trong đời sống tình cảm, các bạn cứ sống chân thật đi thì mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa cho các bạn luôn. Sẽ có ai đó xuất hiện và thu hút bởi chú ý và cái nhìn đầu tiên. Bởi vì bạn sống với đúng của mình, đừng có tỏ ra là một cái người khác mà không phải là bản thân của các bạn. Và người này sẽ chỉ yêu là chính con người bạn mà thôi. Và lá bài cũng khuyên các bạn là phải giữ một cái tính lập trường trong tất cả các việc bạn theo đuổi trong cuộc sống này. Và việc của bây giờ là các bạn hãy cố gắng hoàn thiện bản thân của mình nè, làm việc chăm chỉ để được đền đáp và đạt những mục tiêu trong cuộc sống của mình hơn. Và nhìn thấu đáo từ mọi thứ, thấu hiểu nội tâm của mình. Và mình phải tự hào về chính bản thân của mình nữa các bạn. Và các bạn hãy sống như là một cái người dám nghĩ, dám làm. Hãy sống có nguyên tắc của chính mình. Vấn đề của các bạn là các bạn phải mở ra cái đầu óc của mình hơn, tiếp nhận những cái kiến thức mới. Đừng có sống bảo thủ nữa. Bạn cứng đầu quá nên nhiều khi á, bạn làm cho người sống xung quanh bạn cảm thấy là rất khó chịu và ngột ngạt khi sống cùng bạn. Và việc bạn cần làm là hãy làm việc chăm chỉ cũng như tìm kiếm ổn định trong chính bản thân của mình. Khi bạn ổn định về cái nội tâm của mình, thấu hiểu chính bản thân mình, ổn định về tài chính, thì các bạn hãy chia sẻ cho người xung quanh. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể tìm thấy được về một cái bạn đời phù hợp với mình nhất, phù hợp về sự trưởng thành, phù hợp với cái mục tiêu và ý chí trong cuộc sống này. Và ngay lúc này, bạn hãy mở rộng tầm nhìn của mình nè, kết nối với khía cạnh của tinh thần, của chính bản thân mình, thấu hiểu nội tâm mình hơn. Điều này sẽ làm phong phú cuộc sống của bạn theo những cách mà chủ nghĩa vật chất không bao giờ có được. Và các bạn lưu ý nha, hình như là trong những cái mối quan hệ tình cảm, các bạn hơi sống quá khắt khe. Do đó các bạn phải trở nên là đừng có khắt khe nữa. Đôi khi bạn quá khô khan luôn. Nhưng bởi vì bạn là người tốt và đáng tin tưởng, nhưng bạn không phải là cái người hay thể hiện cảm xúc ra ngoài. Và lá bài kế tiếp là bạn phải cần hành động cụ thể gì để các bạn thực hiện thấu hiểu và lắng nghe nội tâm của mình. Và việc các bạn cần làm là các bạn phải hạ quyết tâm và hành động. Các bạn nhất định không được từ bỏ, bạn phải bền bỉ theo đuổi cái mục tiêu của chính mình. Bạn nên sống siêng năng hơn, bạn phải chịu đựng và khả năng cống hiến của bạn phải thực hiện rất là nhiều. Bạn nên hoàn thành mọi việc một cách chi tiết đến cuối cùng, bởi vì không bao giờ bạn lơ là được cái gì hết đó. Bạn hãy sống thực tế hơn và miễn dịch với những cái lời hứa hảo nguyện nha các bạn. Và những điều bạn cần buông bỏ là gì? Bạn phải bỏ ra cái tính ù lì chậm chạp của mình. Bạn nên tạo cho cuộc sống này vui vẻ và hài hước hơn. Bạn nên ưu tiên cho công việc, nhưng đôi khi bạn bị thiếu linh hoạt và dễ ám ảnh bởi cái chi tiết nhỏ. Nhiều khi bạn ngoan cố mắc lỗi lầm luôn và từ chối nhượng bộ ngay cả khi mình không đúng và sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai. Đây là cái điều không được cho các bạn. Bạn phải thay đổi mình. Và cá nhân của các bạn là không có thích sự thay đổi. Và quan điểm của bạn luôn luôn có khuynh hướng hơi là u ám và thiếu tích cực. Do đó bạn phải tự hỏi mình rằng liệu bạn đang có làm việc quá sức mình không? Liệu bạn đang có từ chối lắng nghe lý do đến từ người khác? Liệu quan điểm của bạn thiên về chủ nghĩa hoàn hảo không? Bầu không khí xung quanh của bạn có vẻ ảm đạm hay tuyệt vọng không? Nếu có thì đây là thời điểm để các bạn phải thay đổi. Và nếu như các bạn đang thực hiện một việc gì đó mà liệu bạn đang có muốn từ bỏ nó quá sớm không? Nếu có thì các bạn hãy vững niềm tin, đừng nghĩ đến việc từ bỏ. Các bạn nên siêng năng hơn để hoàn thành những công việc. Các bạn sẽ đưa vào thế giới của mình sự thận trọng và sự kiên định nha các bạn. Vấn đề các bạn là phải bỏ ra tính bảo thủ và bướng bỉnh của mình. Ba cái lá bài đều thể hiện là bạn đang gặp vấn đề về thể hiện cảm xúc của các bạn. Cho đó cái vấn đề mà các bạn học lớp học quá khấu hiểu nội tâm, mình để cái file ghi âm dưới các bạn nên nghe các bạn. Nó rất cần thiết cho các bạn thời điểm này. Phần thông điệp của con vật may mắn đó chính con chim hồng hạc. Khi mà các bạn phải sống giữa cân bằng tất cả mọi thứ, vừa vật chất và tinh thần của chính mình, cân bằng trong nội tại của chính bạn. Và thông điệp thứ hai là các bạn phải nên sống hòa đồng hơn. Các bạn phải nhận ra cái việc là các bạn sống hòa đồng thân thiện với những người khác sẽ giúp cho các bạn có được cái tình yêu chân thực dựa vào sự kết nối với những người khác nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.